thì cô mời các bạn chúng ta sẽ xả hơi một chút xíu nha. Cô muốn hỏi các bạn này, bây giờ xả hơi thì các bạn chúng ta muốn được có hoạt động gì nè? Thường thì để mà xả hơi thì các bạn thích sẽ có cái hoạt động gì đánh vào ô chat cho cô gặp. Các bạn có ai có cái trò chơi gì vui vui không? Hướng dẫn cho các bạn cùng chơi nào. Để mình thư giãn nào. Giãn 3 đến 5 phút nha. An Nguyễn thì bắn thỏ đi. Còn ai có trò gì khác không? Minh Châu, chơi, chơi gì nào? Bắn thỏ ạ. Các bạn chơi thích chơi cái bắn thỏ không? Ơi, Ơi. con có một cô Là sao? trò kéo giếng cô. À, kéo giếng. Rồi, bây giờ thì cô mời bạn là bạn Ngọc Mai sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi trò chơi kéo giếng nha. Kéo giếng thì giờ các bạn sẽ một tay các bạn để hình chữ OK, một tay các bạn để hình cái kéo. Các bạn đó, các bạn làm như Rồi, bây giờ cô sẽ kéo. hướng dẫn cho các bạn nha. Cô hướng dẫn cho các bạn nè. Tay phải của mình thì để là cái giếng như này nè. OK nè, có nghĩa là cái giếng nha. Tay phải nha. Tay trái của mình là để hai ngón tay trỏ và tay giữa lên, gọi là kéo ha. Đó, thì bây giờ các bạn chúng ta sẽ đầu tiên là tay phải là giếng, tay trái là kéo. Sau đó các bạn sẽ chuyển nha. Tay phải sẽ thành kéo, tay trái thành giếng. Rồi, và khi chúng ta làm ấy thì đầu tiên sẽ phải làm chậm nha. Mà các bạn nên làm theo nhịp nên nè. 1 2. Đó, ví dụ vậy. Đang đang thì kéo và giếng nha. 1 2 3. Đó, mình chuyển nha. Mình chuyển nè, sang tay phải là giếng, tay trái là kéo. Nè, 1 2 3. Đó, thì mình đếm ấy, thì mình sẽ làm đầu tiên mình sẽ bị chậm đấy, bởi vì là nó rất là khó. Cái này là do chúng ta đang thì tập cho bộ não ấy, là não chúng ta hai bán cầu não chúng ta nó điều khiển chéo, có nghĩa là cả não phải và não trái mình đang hoạt động nha, hai tay mình có hoạt động khác nhau ha. Rồi, 1 2 3. Đó, mình chuyển qua nè, 1 2 3. Cô bị nhầm đấy nè. Đó, mình chuyển sang tay phải là kéo thì tay trái phải là giếng, rồi chuyển sang tay phải là giếng thì tay trái là kéo. Đó. Rồi, bây giờ các bạn chúng ta tập nha. Cùng cô tập xem ai có thể làm nhanh được. Bạn nào nói là con làm nhanh được thì chúng ta hãy giơ tay lên để mình làm ha. Rồi, chúng ta cùng cô làm nha. Nào. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Quen nha. 1 2 3. Rồi, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Đó. 1 2 3. Đó. 1 2 3. Đó. Thì các bạn chúng ta đếm và chúng ta sẽ có nhịp theo nhạc ấy, thì nó sẽ không bị sai các bạn nhé. Thành hai tay lên rồi đó, nó sẽ bị sai như thế này rồi đó. Thì cái cách chúng ta sẽ tập thể dục cho bộ não của mình là như thế các bạn nha, đó, cho bộ não mình khỏe mạnh ý. Và khi mình chơi thì nhớ là chúng ta sẽ phải là cười nha, lúc lắc theo nhạc và cười, nó sẽ làm cho bộ não của mình nó rất là vui và nó tiết ra một chất rất là tốt cho cái cơ thể của mình nha, làm cho mình thông minh, vui vẻ và học tập tốt hơn các bạn nha. Rồi, thì cái phần này hôm nay các bạn chúng ta sẽ sau buổi học này thì các bạn hãy luyện tập nha. Những lúc nào mình mệt mỏi thì mình hãy ra mình luyện tập nha. Cứ chuyển đổi hai tay, một bên là giếng, một bên là kéo, rồi sau đó chuyển sang một bên là kéo, một bên là giếng vậy đó nha. Rồi, tuyệt vời quá. Bây giờ chúng ta quay trở lại. Các bạn chúng ta khát nước thì đi lấy nước uống nha. Bạn nào muốn đi vệ sinh thì chúng ta đi vệ sinh nha. 1 phút nữa, sau đó thì mình quay trở lại nha.
Chơi nãy giờ cũng mấy phút rồi, bây giờ cô cho các bạn đi uống nước, sau đó thì đi xả nước, rồi chúng ta lại tiếp tục bài học tiếp nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay trở lại nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Tiếp tục cùng cô. Hôm nay mình sẽ chinh phục tới số 71 nha. Rồi. Tiếp theo. Từ số 44 tới số 51. 44 là rừng thông. Cái số 44 các bạn thấy không? Nó xéo xéo như thế này nè. Đó. Đó, thế là mình thêm vài nếp nữa nó ra cây thông. Đó, cho nên 44 mình sẽ tưởng tượng nó thành cái hình ảnh là rừng thông nhá. 45 là 500. 500, cục 500 hình chữ U. Và những cái búa, những cái búa, cái số 4 ấy, là ba cái búa đang thì dính vào nhau. Và nó hút vào cái cục 500 nha. Rồi, 46 là cái cung tên và mục tiêu. Cái số 4 ấy thì mình sẽ tạo thành là cái cung. Và cái số 6 ấy, nó giống như là cái mục tiêu á, bắn cái cung vào cái mục tiêu. Đó. 47 là cầu thang. Đó. Các bạn thấy không? Sắp xếp số 40 với số 7 này. Theo từ trên xuống dưới thì nó giống như cái cầu thang vậy đó. Rồi, 48 là Doraemon. Một cái hình ảnh rất là dễ thương. Và các bạn, gần như ai cũng có xem bộ phim Doraemon đúng không? Đó, thì 48, số 8 nó là mắt của con Doraemon á. Đó. Rồi 49 là cái ly để mình uống nước nha các bạn nhé. Mà 50 là xe đạp, là số 5 và cái số 0 tạo thành những cái bánh xe ha. Đó, 50 là xe đạp. Và 51 là sư tử, cái số 5 là cái miệng con sư tử. Đó, nhớ cho cô nha, hình ảnh con sư tử xù lông ra. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy liên tưởng câu chuyện nha. Liên tưởng các cái hình ảnh tạo thành một câu chuyện để mình ghi nhớ các con số từ 44 tới 51. Rồi, rất nhiều bạn giơ tay, hay quá. Rồi, cô mời bạn Hoàng Anh nha. Hoàng Anh ơi, cô mời Hoàng Anh hãy kể câu chuyện của mình nha. Tuyệt vời quá. Rồi, con mở lại mic nha Hoàng Anh nha. Hay là quên nãy giờ chưa hạ tay? Nào, nếu mà ai chưa thuộc thì chưa kể được thì mình hạ tay xuống nha. Còn nếu mà ai chúng ta đã thuộc được rồi thì chúng ta hãy giơ tay lên. Cô sẽ mời các bạn nha. Hay quá. Rồi, cô mời bạn làm Thùy Dung. An Nguyễn hả? An Nguyễn có giơ tay hả? Rồi, cô mời bạn là An đi. Bạn An giơ tay lên để chia sẻ câu chuyện. Cô mời bạn An nhá. An đi. Chào cô, con chia sẻ câu chuyện. Ở trong một rừng thông nọ có một chiếc nam châm. Trong nam châm đó, khi phóng to lên thì thấy một cái cung tên và một cái mục tiêu. Khi mà bắn trúng thì một điều ly kỳ xảy ra là một chiếc cầu thang xuất hiện. Khi đi lên cầu thang thì gặp một con Doraemon, gặp bạn Doraemon, nói chuyện một tí rồi Doraemon lại đưa lên một tách trà mời mình uống. Uống xong không biết về cách nào mà gặp Doraemon biến ra cho một chiếc xe đạp. Đi được một tí thì lại gặp một con sư tử từ trong rừng chạy ra đuổi túi bụi ạ. Câu chuyện của An Nguyên rất là hay, rất là hấp dẫn luôn. Và nó có cái sự kết nối. Rồi, cô cảm ơn An đã chia sẻ câu chuyện của mình nha. Rồi, các bạn chúng ta, nếu như ai chúng ta chưa nghĩ ra được câu chuyện, chúng ta có thể là tham khảo và mình sẽ học theo câu chuyện của bạn An để mình ghi nhớ các con số này nhé các bạn nha.
Rồi, bây giờ thì cô mời một bạn nữa chúng ta chia sẻ về câu chuyện của mình nha. Nào, ai nào? Cô mời bạn là Nguyễn Bảo Trang. Con ơi cô, cho con kể là con đi vào một rừng thông, con gặp một cái cục nam châm, sau đó con đã cầm cái cục nam châm lên thì đi được vài bước nữa con thấy một cuộc thi đấu, bạn là cuộc thi bắn cung tên nên con đã tham gia và được con chiến thắng và được khi mà con chiến thắng thì con rất là vui, con đi về lên cầu thang, con bật Doraemon lên xem rồi pha một cốc cà phê nóng. Uống xong thì con đã rửa chén và đi xe đạp tập thể dục. Rồi bố mẹ con, khi mà tập thể dục xong thì bố mẹ cho con đi vào sở thú và con đã gặp một con sư tử ạ. Rồi, rất là tuyệt vời luôn. Cô cảm ơn Bảo Trang nha. Bảo Trang có một câu chuyện rất là hấp dẫn luôn. Và hai bạn này đều có một cái sự tưởng tượng tuyệt vời. Và câu chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn, có sự kết nối. Cô rất là vui vì hai bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Còn các bạn khác thì sao? Sao cô thấy nhiều bạn giơ tay quá? Rất là tuyệt vời luôn. Như vậy là các bạn đã có những câu chuyện của mình ha. Rất là tuyệt vời. Bây giờ thì vì không có thời gian nên cô sẽ không mời các bạn chúng ta chia sẻ câu chuyện nữa. Tuy nhiên thì cô sẽ mời các bạn hãy đọc các con số tương ứng với hình ảnh nha. Rồi bây giờ thì cô mời các bạn. Bạn nào chúng ta đã nhớ được các con số tương ứng với hình ảnh này thì chúng ta hãy giơ tay nha. Và những bạn nào mà chúng ta chưa nhớ câu chuyện thì cũng mình hãy nhẩm, tiếp tục nhẩm câu chuyện nhá. Tiếp tục nhẩm câu chuyện. Rồi, cô một lần nữa cô mời bạn nào. Bạn Thục, Thục Nhi. Bạn Thục Nhi ơi, con có thuộc các cái con số với hình ảnh chưa? Cô mời con nha. Dạ, con thuộc rồi ạ. Ồ, tuyệt vời quá. Nào, con hãy nhắm mắt và đọc nha. Là rừng thông, 45 là nam châm, 46 là cung và mục tiêu, 47 là cầu thang, 48 là Doraemon, 49 là cái ly, 50 là xe đạp, 51 là sư tử. Ơi, cô cảm ơn Thục Chi nha, rất là tuyệt vời. Thục Chi đã thuộc rồi đấy. Và đương nhiên thì vì chúng ta mới học cho nên là chúng ta sẽ truy xuất hơi chậm một xíu, nhưng không sao. Chỉ cần sau buổi học ngày hôm nay mà Thục Chi con ôn lại ấy, thì chắc chắn là con sẽ thuộc nha. Và ba mẹ hãy cùng với con nha, sẽ cùng với con ôn lại nha để cho con có thể nhớ được luôn các con số này nha. Rất là cảm ơn ba mẹ đã cùng với lại Thùy Chi học và hỗ trợ cho con học rất là nhanh, rất là tuyệt vời. Rồi, có bạn nào chúng ta thuộc nữa không nào? Cô mời một bạn nữa nha. Rồi, cô thấy nhiều bạn giơ tay, nhiều bạn giơ tay thuộc rồi đấy, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì cô muốn có gương mặt mới, gương mặt mới nha, chúng ta mạnh dạn lên, không cần chúng ta phải là phải thuộc trôi chảy đâu, mà chúng ta chỉ cứ từ từ chúng ta truy xuất ra thôi là chúng ta nhớ nha. Cô thấy có bạn C25 này, Nguyễn Bảo này, giơ tay nè, cô mời con nha, con mở mic lên nha, con mở mic mở cam nha. Alo alo, C25 Nguyễn Bảo, Nguyễn gì đây, con hãy mở mic mở cam giùm cô nha. Đâu rồi, bạn đâu rồi? Bây giờ. Rồi, như vậy là không thấy tín hiệu của bạn cho nên cô sẽ gọi bạn khác nha. 10 bạn đang giơ tay, rất là tuyệt vời. Con hả cô gọi con hả cô? Ừ, đúng rồi, cô gọi C25 Nguyễn Bảo đấy. Con mở mic lên và con đọc, con có thuộc các con số
tương ứng với hình ảnh đúng không? Con bảo Trang cô. À, con đến Bảo Trang. Đây. Bảo Trang ơi, con mở cam lên được không? Vâng ạ. Ừ. À, Bảo Trang. À, Bảo Trang lúc nãy đó hả? Rồi, Bảo Trang ơi, con đã thuộc các con số này rồi đúng không? Con số tương ứng với hình ảnh rồi đúng không? Ừ, con thưa cô là con vừa lấy con cố thủ tí rồi, nhưng mà con thử cô ạ. Ừ, con thử đi. Ừ, cùng với cô hay ở chỗ nào quên cô nhắc nha. Rồi. Con cô... con thưa cô là con đọc 44 là rừng thông, 45 là cục nam châm, 46 là cái cung tên bắn mục tiêu, 47 là cầu thang, 45 là Doraemon, 48 48 là Doraemon, 48 là Doraemon, 49 là một cái ly, 47 là 50 là cái xe đạp. Ừ. 51 là con sư tử ạ. À, rất tuyệt vời. Lúc nãy là con mới chia sẻ câu chuyện đúng không? À, chia sẻ câu chuyện và bây giờ thì mình đã nhớ được các con số rồi. Thế là tuyệt vời rồi nha. Con hãy nhẩm lại các cái câu chuyện đó thì con sẽ nhớ nha. Rồi cô cảm ơn bạn Bảo Trang. À, rồi bây giờ thì các bạn chúng ta hãy cố gắng ha, mình ôn lại nha và mình nhớ câu chuyện, mình tạo câu chuyện cho riêng mình thì mình sẽ nhanh thuộc nha. Rồi cô mời các con sẽ cùng cô nha, mình khám phá tiếp theo nha. Đây con số 52 với hình ảnh xe ô tô, 53 hình ảnh cái răng. À các bạn thấy không, cái ô tô 52 này các bạn thấy không, số 5 này nó ôm cái số 5 với số 2. À, nó nằm và nó ôm cái bánh xe đấy. À, các bạn nhớ cho cô nha. Rồi cái số 53 ấy là cái số 5 là cái chân răng và số 3 nó là cái mặt trên của răng mình, nó lõm lồi giống số 3 đấy nha. Rồi 54 là người phục vụ, chuyên gia phục vụ đồ ăn thức uống ha. Rồi 55 là cái găng tay, cái găng tay để cho mình có thể đeo mình làm mọi thứ hoặc mình hoặc những cái cầu thủ đấm bốc nha. À, rồi 56 là cái phao cứu sinh. Bạn nào chúng ta đang có mic, các bạn tắt mic dùng cơ nhé. 56 là phao cứu sinh và 57 là cái cổng thành. À, 57 là cái cổng thành, là dưới cái cổng là cái số 5 và cái số 7 nó nối lên. À, nó tạo thành cái cổng thành. Có một lá cờ ở trên. Đó, các bạn nhớ cho tôi hình ảnh đó nhé. Rồi bây giờ thì các bạn hãy sử dụng bộ não tuyệt vời của mình để mình lý tưởng, tạo câu chuyện tương ứng với các hình ảnh để mình ghi nhớ các con số nha. Rồi, bây giờ thì cô mời Ngọc Mai đi. Cô mời Ngọc Mai sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho các anh chị, các bạn nha. Trước cô, câu chuyện của con là em đang đi trên chiếc xe ô tô. Sau đó em dừng lại. Em dừng, cái xe ô tô dừng lại. Nó rung quá mạnh, thế là em rớt một cái răng ra. Sau đó ba mẹ em dẫn em đi tới một quán ăn. Sau đó em thấy một người phục vụ đang cầm một cái nấm bốc. Sau đó em đi theo người phục vụ thì em thấy em thấy một cái phao cứu sinh. Em ra cái phao cứu sinh, em đi theo cái phao cứu sinh thì em thấy một thằng. Rồi, cô cảm ơn Ngọc Mai nha. Ngọc Mai có câu chuyện rất là hấp dẫn luôn. À, cái phần đầu cô thấy rất là tuyệt vời. À, nhưng mà cái phần cuối ấy, thì nó giữa hai bức tranh 56 và 57 ấy, thì nó sẽ hơi có sự rời rạc. Thành ra là nếu như các bạn mới ấy, thì các bạn chưa thuộc ấy, thì các bạn
mà kể câu chuyện giống như thế thì nó sẽ bị quên ấy nha, nó không có sự kết nối. Cho nên cái phần đầu thì cô thấy rất là tuyệt vời, là các bạn hãy tưởng tượng nhá, là mình đi trên xe ô tô, thế là cái ô tô cái ông anh tài xế anh mới thắng phanh gấp quá, làm cho mình đập cái răng mình vào một cái gì đó ở trên xe, làm cho gãy cái răng đó. Thì các bạn thấy không, cái hình ảnh này nó rất là, nó hơi là phi lý đấy, nhưng mà nếu như mà mình tưởng tượng ra như vậy ấy, thì nó rất là dễ nhớ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta học thì chúng ta cần cái sự tưởng tượng, cái sự vui vẻ ấy nha. Đó à, thì đây nó giống như một câu chuyện hài hước thôi các bạn nha. Đó thì khi mà mình bị gãy răng rồi ấy, thì là ba mẹ mới cho mình đi khám răng, ví dụ thế, đi vào bác sĩ để điều trị cái răng của mình. Thế thì gặp một người phục vụ đó, người phục vụ này mới mang nước ra để cho mình uống, để cho mình lấy lại sức chẳng hạn, ví dụ thế. Và người phục vụ này thì rất là lịch sự, đeo cái bao tay đấy các bạn nhá. Đó, mình nghĩ thành câu chuyện như thế, người phục vụ này rất là lịch sự, rất vệ sinh, đeo bao tay và khi mà ta khám bệnh xong rồi thì về nhà ta đi tắm hồ bơi. Và khi đi tắm hồ bơi ấy thì ta phải mang theo, vì là chưa biết bơi cho nên phải mang theo cái phao cứu sinh, chứ không là lỡ mà bị đuối nước thì sao nè. Rồi và khi mà chúng ta đi bơi về rồi thì chúng ta sẽ cùng với lại em mình hay anh mình đó mang cái đồ chơi xếp hình ấy ra, mình xếp thành cái cổng thành rất là đẹp, rất là to, ví dụ thế nha. Các bạn có thể nghĩ ra câu chuyện để có sự kết nối như thế nha các bạn nha. Rồi, cô rất là cảm ơn Ngọc Mai đã chia sẻ câu chuyện. Rồi, bây giờ thì cô mời thêm một bạn nữa nha. Các bạn có thể là bạn nào chúng ta có thể kể lại câu chuyện mà cô vừa kể nào. Mình có thể là kể theo câu chuyện cô vừa kể và mình ghi nhớ như thế để mình nhớ các cái hình ảnh này, các cái hình ảnh và các con số này nha. Nào, ai có thể kể lại câu chuyện cô vừa kể nào? Để mình ghi nhớ lại câu chuyện, để mình có thể ghi nhớ được các con số tương ứng với hình ảnh nha. Nào, ai mạnh dạn lên, mình kể lại câu chuyện cô vừa kể nào. Cô kể lại một lần nữa nha các bạn nha, để cho các bạn chúng ta nhớ nha. Đây, bây giờ mình cô kể lại nè. Đó là một hôm em đang cùng với lại ba mẹ đi chơi bằng ô tô, thì tự nhiên cái ô tô nó thắng gấp quá, làm cho em ba cái răng vào cái ghế, làm nó gãy cái răng. Thế là ba mẹ đưa em đi khám cái răng. Thì khi tới phòng khám răng ấy, thì có một người phục vụ mang nước ra để cho em uống. Và người phục vụ này thì rất là lịch sự, vệ sinh, đeo bao tay. Sau khi mà khám răng xong thì em về nhà và em được đi tập bơi. Và khi đi tập bơi thì em mang theo phao cứu sinh. Sau cái buổi ngày hôm đó thì tối về em cùng với lại em của em cùng chơi xếp hình, xếp cổng thành. Đó. Đây. Ai có thể kể lại câu chuyện này nào? Nào, cô mời bạn Hữu Quân nha. Dạ thưa cô, em kể lại là vào một hôm em được bố mẹ chở đi chơi bằng một chiếc ô tô, nhưng do phanh gấp quá, nhưng do ba em lái xe phanh gấp quá nên đập vào cái gối đằng trước làm em gãy ba cái răng. Ba mẹ em thấy vậy liền an ủi em, xong dẫn em đến một quán ăn. Người phục vụ đưa cho em một cốc nước, nhưng người phục vụ này rất là sự, đeo găng tay. Vào chiều hôm đó thì em được đi tập bơi. Vì chưa biết bơi nên em phải mang phao cứu sinh. Tối hôm đấy thì em chơi cùng với em của em lắp ghép thành một cái cổng thành ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Hữu Quân đã nhớ và kể câu chuyện rất là đầy đủ luôn. Bây giờ thì ai có thể là nhìn vào các cái cô xin lỗi,
tưởng tượng lại câu chuyện và đọc các con số tương ứng với hình ảnh. Nào. À, cô thấy bạn Việt nè. Cô mời Việt nha. Việt ơi. Cô mời Việt. Mở mic, mở cam. Hãy nhắm mắt và đọc các con số tương ứng với hình ảnh từ 52 đến 57 dùng cô nào. Vâng. 52 là xe hơi, 53 là cái răng, 54 là người phục vụ, 55 là 55 là găng tay, 56 là phao cứu sinh, 57 là cổng thành ạ. Rồi, cô rất là cảm ơn bạn Việt nha. Việt ơi, hiện tại thì con đã chuyển đổi được bao nhiêu số rồi, thành hình ảnh rồi? Con không nhớ. À, vậy là con đã chuyển đổi hết chưa? Hay là hôm nay con mới học được đến đây thôi? Hôm nay con mới học được đến đây thôi. Ừ, rồi cô mong rằng là Việt sẽ biết cái phương pháp để mình tiếp tục, mình sẽ học và ghi nhớ các con số tiếp theo nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng lên. Cố lên, cố lên. Chúng ta sẽ còn 6 cặp số nữa thôi. Chúng ta còn 6 cặp số nữa thôi các bạn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với 6 cặp số này. Rồi, số 66 là cái tai nghe. Rất là nhiều bạn đang đeo tai nghe. Đó, số 66 rất dễ thương. Là hình ảnh cái tai nghe giống như bạn Minh Châu á. Rồi. À, và 67 là con cá. Một con cá vàng đang quẫy cái đuôi. 68 là cái hồ lô đựng rượu. Mà các bạn hãy tưởng tượng lên câu chuyện vào cái bộ phim mà Tôn Ngộ Không á, có những cái hồ lô rượu nha. Rồi. À, 69 là bát quái. Và 69 này các bạn tưởng tượng là ở nhà. À, bạn Việt ơi, con hãy các bạn ơi, ai đang có mic con tắt mic dùng tôi nha. À, số 69 là cái bát quái, cái hình ảnh bát quái mà người ta hay, cái kiếng ấy, người ta hay treo trước cửa nhà để đuổi tà ma ấy các bạn nha. Đó, thì 69 là số 6. À, với lại số 9 nó quấn nó gần lồng với nhau ấy ha. Hoặc là các bạn hay xem những bộ phim kiếm hiệp ấy, nó thường có những cái hình ảnh bát quái ấy, các bạn nhá. Rồi. 70 là quả sầu riêng. Ôi quả sầu riêng rất là thơm, rất là ngon. À, và có nhiều người thì rất là thích ăn, nhưng mà có người thì lại cũng không thích ăn lắm, đúng không? Rồi, và số cuối cùng của ngày hôm nay là 71. 71 là hình ảnh cái lá cờ Việt Nam của chúng ta. Là cái hình ảnh lá cờ và ngôi sao ở giữa các bạn nha. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy liên tưởng các cái hình ảnh này tạo thành câu chuyện để mình ghi nhớ nha. Cô cho các bạn những thời gian 1 phút suy nghĩ để chúng ta tạo câu chuyện nha. 1 phút bắt đầu. Rồi, những ai chúng ta đã xong thì chúng ta hãy giơ tay lên nha. Rồi, cô xin mời. Cô xin mời các bạn hãy trổ tài của mình. Cô mời Thảo Nguyên. Trời ơi, từ nãy giờ mong chờ Thảo Nguyên. Rồi, cô mời Thảo Nguyên mở mic. Alo, alo, Thảo Nguyên ơi, con kiểm tra lại âm thanh nha. Con kiểm tra lại âm thanh nè. Hello. Ừ, rồi được rồi. Hình như nó hơi xa đấy con ạ. À. Con đang sử dụng máy tính hay là điện thoại đấy? Dạ máy tính. À máy tính hả? Vậy thì
sao mà con đi gần bà thì nó được mà con hơi xa ra một xíu. Con có đang có để cái tai phone ở đó không? Có cái tai nghe không? Không phải không? À, rồi. Thế thì con hơi gần một xíu nha. Rồi. Ừ, rồi, đúng rồi, được cái đấy. Em đang máy tính, đeo tai nghe vào và coi một bộ phim ngắn. Trong đó thì đầu tiên thì nó có một con sông ở đó, thì có mấy bạn gái này cũng đang lên ở đó. Thì kế bên đó thì có một cái giường hồ lô khổng lồ, và bên phía bên hồ bên kia thì có một cái chòi để cái hình bát quái trước. Bạn thì có một cái sầu riêng cắm thêm một lá cờ mini siêu đẹp. Rồi, cô cảm ơn Thảo Nguyên nha. Cô có nghe nó không rõ lắm đâu, nhưng mà cô vẫn thấy được cái câu chuyện của Thảo Nguyên, nó cũng rất là hay. À, nó hơi bị dè dè ấy, nhưng mà cô thấy được câu chuyện của Thảo Nguyên nó cũng có cái sự kết nối nha, và nó cũng rất là sáng tạo nha. Rồi Thảo Nguyên ơi, con hãy nhẩm lại câu chuyện này nha, để con có thể ghi nhớ các con số tương ứng với hình ảnh này. Thảo Nguyên nha. Rồi, cô cảm ơn Thảo Nguyên. Cô mời một bạn nữa nha. Cô mời một bạn nữa hãy chia sẻ câu chuyện của mình. Cô mời Bảo Trang một lần nữa nè. Thưa bố, con hơi coi con kể. Câu chuyện của con là đầu tiên con đang nghe nhạc thì mẹ bưng một đĩa cà chiên lên cho con ăn. Sau khi ăn xong thì con lấy cái chai hồ lô của con ra chơi. Con đi xem phim thì con thấy một cái hình, một cái bức tranh có cái hình mất bắt quái. Con xem xong con tắt tivi đi, con đang chơi với đồ chơi của con thì mẹ bưng cho con một đĩa sầu riêng lên con ăn, và cuối cùng là con xem một cái bộ phim có một cái hình ảnh của lá cờ Việt Nam đang bay trên một ngọn núi cô ạ. Rồi, cô cảm ơn Bảo Trang nha. Bảo Trang có một cái câu chuyện rất là hay luôn. À, nó rất là thiết thực, nó gần gũi. Thành ra là nếu như con ôn lại một hai lần nữa thì con sẽ ghi nhớ được ngay các con số với hình ảnh này nha. À, tuy nhiên thì cái chỗ phần cuối này cô có thể bổ sung cho Bảo Trang một chút xíu nhá. Là con được mẹ bưng cho mình một dĩa sầu riêng ăn rất là ngon, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc luôn. Sau đó thì mình sẽ đi học, mình đến bàn học và mình vẽ cái lá cờ Việt Nam ấy, thì cô thấy nó gần gũi hơn một xíu nha. Gần gũi hơn là việc là mình đi xem một bộ phim mà nó có lá cờ bay trên ngọn núi, thì cô thấy cũng hay đó. Cũng hay, nhưng mà cô sợ rằng là tới cái lúc mà mình kể tới sầu riêng, mình nghĩ tới sầu riêng thì mình lại quên cái khúc sau không biết là mình làm gì á. Thì mình nên mình có thể liên tưởng là mình vừa ăn sầu riêng xong rồi, mình no bụng rồi, thì mình bắt đầu cái công việc của mình là học nhá, và mình vẽ một cái lá cờ ở Việt Nam ha các bạn nhá, thì là nó sẽ đơn giản và gần gũi nha. Rồi, rất là tuyệt vời, cô cảm ơn các bạn đã chia sẻ câu chuyện rất là sáng tạo, rất là thông minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc các con số tương ứng với hình ảnh mà không kể chuyện nữa nha. Rồi, rất nhiều bạn luôn. Hoàng Anh, Thùy Hương nè, bạn Việt nè, Khánh Ngọc nè, Tiến Đức nè. Rồi, cô thấy Tiến Đức là một bạn mới nè, cô rất là vui luôn. Rồi, cô mời Tiến Đức nha, con hãy mở mic. Con vui lòng mở cam để cho các bạn thấy mình nha. Sau đó thì là mình hãy đọc các con số dùng cơ nha. Đâu rồi? Đâu rồi, Tiến Đức đâu rồi? Rồi, vậy là Tiến Đức giơ tay lên rồi lại không tự tin sao? Rồi, bây giờ thì trong thời gian chờ đợi Tiến Đức ôn lại tự tin thì cô sẽ mời một bạn khác nha. Cô mời Khánh Ngọc. Em chào thầy cô và các bạn. Mình tên là Phan Khánh Ngọc, năm nay mình lên lớp 5. Ba điều để nói về mình là nghe lời, hiếu thảo và trung thực. Mong mọi người cổ vũ cho mình.
Rồi, tuyệt vời quá. Rồi, Khánh Ngọc ơi, con hãy đọc các con số tương ứng với hình ảnh nha. Dạ. Dạ thưa cô là 66 tai nghe, 67 cá, 68 bầu hồ lô, 69 bắt quái, 70 sầu riêng, 71 lá cờ. Cảm ơn Khánh Ngọc, rất là tuyệt vời. Mọi người ơi, hãy vỗ tay cổ vũ cho Khánh Ngọc nha. Đây, cô mời thêm một bạn nữa nha. Nào, ai nào? Nào, cô mời thêm một bạn nữa. Cô mời Thùy Hương nha. Dạ. Con xin phép đọc từ 66 đến 71. Cô là 66 tai nghi, 67 cá, 68 bầu hồ lô, 69 bát quái, 70 sầu riêng, 71 lá cờ. Rồi. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Huyền Hương nha. Rồi, như vậy là vừa rồi các bạn chúng ta đã đạt chỉ tiêu của mình rồi đấy. Đó là học và ghi nhớ các con số từ 30 đến 71. Bây giờ thì cô sẽ mời một bạn nào chúng ta có thể tự tin. Chúng ta hãy nhìn những cái tấm thẻ này và đọc. Không nhiều đâu, một số thôi nha. Ai có thể tự tin khi cô cho các bạn xem những tấm thẻ này và mình sẽ đọc cái hình ảnh tương ứng nha. Ai nào? Rồi, rất nhiều bạn giơ tay. Cô mời bạn là Nguyễn An nhá. Dạ, thưa cô là số 41 là bình cứu hỏa. Rồi, rất là tuyệt vời. Con có nhìn thấy số không? Dạ có cô. 52. Dạ, con thưa cô số 52 là cái xe ô tô. Rất là tuyệt vời. Đây. Thưa cô là số 53 là cái răng. Ừ, đúng rồi, cái răng bị va vào cái ô tô đấy. Cái gì đây? Nhưng con thưa cô số 54 là người phục vụ. Đúng rồi, lấy cái răng rồi đi vào khám và được gặp người phục vụ nha. Rồi, cho cô biết số này là cái gì? Thưa cô, số này là... Khi chúng ta đi xe đạp thì chúng ta thưa cô là con sư tử. Đúng rồi, đi xe đạp xong đó thì chúng ta đi sở thú nha. Sẽ gặp con sư tử. Rồi, tiếp theo. Thưa cô là rừng thông. Rồi, rất tuyệt vời. Cô cảm ơn An Nguyễn nha. Rồi, cô mời thêm một bạn nữa. Nào, cô mời Hữu Quân. Dạ, thưa cô, số 42 là con diều ạ. Đúng rồi. Rất chính xác. Người nước sóng ạ. Rồi, rất tuyệt vời. Dạ, thưa cô, số 55 đúng không cô? Đúng rồi. 55 là găng tay ạ. Đúng rồi, là găng tay của người phục vụ. Rất chính xác. Dạ thưa cô, 56 là phao cứu sinh ạ. Đúng rồi. Đi khám răng về thì đi bơi thôi. Dạ thưa cô, 57 là 50 cổng thành ạ. Đúng rồi, cổng thành. Mình cùng chơi xếp hình với là em của mình nha. Rồi. Dạ thưa cô, 50 là xe đạp. Rồi, chính xác, tuyệt vời. Cô cảm ơn Hữu Quân. Rồi, như vậy là các bạn đã nhớ được rồi đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sau buổi học ngày hôm nay, các bạn chúng ta sẽ ôn lại, nhớ lại các câu chuyện nha. Sau đó thì mình hãy nhẩm lại, mình suy xuất ra các con số tương ứng với hình ảnh. Các bạn có thể làm các cái bộ flashcard nha, bằng giấy bìa cứng để mình ghi ra.
các con số và cái hình ảnh đằng sau mình có thể vẽ hoặc là mình viết cái hình ảnh ở đằng sau cái tấm thẻ này để mình nhờ ba mẹ giúp đỡ mình nha. Ba mẹ cầm thẻ, mình sẽ đọc số để giúp chúng ta học các cái con số tương ứng với hình ảnh nó nhanh hơn các bạn nha. Hoặc là các bạn chúng ta có thể đặt mua cái bộ flashcard này nha. Đặt mua bộ flashcard này để chúng ta ôn, chúng ta rèn luyện để ghi nhớ cái bộ số này một cách là nhanh và phản ứng nhanh nhất các bạn nha. Đó, rồi. Bây giờ thì buổi học chúng ta cũng đã xong cái mục tiêu ban đầu. Và các bạn hãy cho cô biết là buổi học hôm nay như thế nào, các bạn thấy có thú vị không? Có vui không? Và có học được nhiều điều thú ích không? Nếu mà có thì hãy đánh vào ô chat cho cô chữ có nha. Và buổi học ngày thứ bảy thì các bạn chúng ta sẽ cùng cô, chúng ta sẽ tiếp tục tạo câu chuyện và ghi nhớ các số còn lại nha các bạn nhé. Từ 72 tới 99. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ứng dụng phương pháp hành trình để ghi nhớ số ngẫu nhiên nha. Và tối thứ bảy này các bạn nha. Rồi. Và bây giờ thì cô mời các bạn hãy bật cam lên. Chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm nha. Các bạn ơi, các bạn hãy bật cam lên giống cô nha. Cười thật tươi, ngồi thẳng lưng lên. Từ bữa giờ cô cũng chưa chụp được hình với các bạn mà đầy đủ á các bạn. Cho nên là các bạn chúng ta hãy tranh thủ nha. Hãy bật cam lên nè. Và cùng cô chụp một tấm hình nha cho thật đẹp. Để mình có thể lưu lại làm kỷ niệm lớp học của chúng ta nha. Bây giờ thì các bạn chúng ta sẵn sàng nha. Cười thật tươi. Có thể là làm những cái động tác nha, bắn tim nè, tạo thành những quả tim nè. Rồi, cô sẽ chụp cho các bạn nha, bắn tim. 1, 2, 3. Rồi, một tấm, các bạn chờ cô một xíu nha. Chúng ta sẽ phải chụp cho nó đẹp đẹp một xíu đúng không? Chờ cô một xíu để cô sẽ gửi hình, cô lưu hình mới được. Tuy nhiên thì là cái màn hình của mình nó vẫn không được đẹp lắm vì là có nhiều bạn không mở cam. Để cô chỉnh sửa nhá, cô sẽ ẩn các bạn không mở cam đi để cho nó đẹp cái màn hình nha. Các bạn chờ cô một chút xíu nha. Cô sẽ để cô sẽ ẩn cái các bạn ấy là không có mở cam, nó đi ra, nó không có hiện lên. Để cái màn hình của mình nó đẹp, để mình chụp hình nha. Đó, đẹp rồi đấy các bạn. Rồi, làm lại nè, thả tim. Chúc nhau ngủ ngon nha. Thả tim. Rồi. Cô rất là mong các bạn chúng ta hãy bật cam lên để chúng ta lưu lại những cái hình ảnh, những khoảng cách rất là đẹp. Bởi vì là các bạn biết không, cái tuổi học sinh của chúng mình ý là một cái tuổi rất là đẹp luôn. Và cái lứa tuổi này chúng ta nên lưu giữ lại các bạn nha. Sau này ý, các bạn trưởng thành rồi, các bạn thành công rồi mà các bạn muốn có những cái tấm hình như thế này nó vô cùng quý giá luôn đó các bạn nha. Cho nên các bạn đừng có ngại chụp hình các bạn nha, đừng có ngại chụp hình. Sau này những cái tấm hình mà lứa tuổi học sinh của mình như thế này ấy là nó vô cùng quý giá luôn, không phải ai cũng có nếu chúng ta không chụp đó. Rồi, cô cảm ơn các bạn nha. Bạn nào đây, con muốn học thầy Thuận đây. Đâu bạn nào đâu? Tô Minh ai ta? Đâu ấy? Sao mà Ngọc Mai rồi. Rồi. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, các bạn ơi, bạn nào chúng ta cảm thấy là mình tự tin nè, rồi là muốn được học tập với lại thầy Thuận nè. Học với thầy Thuận thích lắm các bạn ạ, thấy rất là nhiều năng lượng luôn. Và trong quá trình học ấy, thầy thưởng nhiều lắm. Những bạn nào mà tích cực học ấy là thầy thưởng, thầy tặng quà. Nên là các bạn chúng ta, bạn nào mà chúng ta muốn là tương lai của mình ý, được là tự tin, tươi sáng thì chúng ta phải mạnh dạn lên nha. Rồi bây giờ thì cô đang hiện tại cô đang lựa chọn này là bạn là Hương nè, bạn Quân nè,
bạn An nè, bạn Thảo Nguyên nè, bạn Châu nè, bạn là bạn Mai, bạn Mai thì cũng có trong danh sách rồi nha, bạn Ngọc Mai. Đây, còn có bạn nào nữa không? Bạn nào chúng ta có muốn ứng cử nữa không? Thì đây cô sẽ chọn 10 bạn nha. Rồi, những bạn nào mà chúng ta muốn ứng cử thì chúng ta hãy vào cái group ấy, xong đó chúng ta tìm cô Tuyết ở trong cái group cô có cô nha. Thì các con nhắn tin riêng cho cô nha. À, và chúng ta phải cam kết nha, là nếu mà vào cái group học tập của thầy Thuận là chúng ta phải học tập thật là tích cực các bạn nha. Rồi, cô chúc các bạn ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ bảy. Để cô bật cái tiếng lên cho các bạn. Chúng ta chào nhau, chúc nhau ngủ ngon. Con chào cô. Chào cô. Tạm biệt các bạn. Chào cô. Em chào cô. Chúc cô buổi tối ngủ ngon. Rồi, bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Tối vui vẻ. See you later. Chúc cô một buổi tối vui vẻ. Chúc cô một buổi